Hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy một cái thực trạng là tư duy của người dân gốc Hà Nội ở những cái khu vực mà họ có thể sống là như các bạn thấy này, nhà mạng nhện đầy và nhà cửa thì đua ra kín hai bên, thậm chí hai nhà có thể neo vào nhau. Con ngõ rộng khoảng 1 mét đến 1,5 mét, thậm chí có những cái ngách mà chúng ta thấy rằng là đi vào nó cần phải có điện, ánh sáng thì mới ở được. Và rất sâu trong này nữa thì nó còn rất nhiều những cái căn hộ với những cái nhà mà họ đang sinh sống tại đây. Đấy, các bạn thấy rất là sâu, rất tối. Thế thì câu chuyện là tại sao quan điểm của họ rằng là sống ở đây là tiện dụng, rồi là gần trung tâm, rồi là gần anh em họ hàng họ đã sinh sống. Thì câu chuyện là hoàn toàn họ có thể chuyển một cụm ra vùng ven hoặc là ở những cái nơi khu đô thị khi bán những cái tài sản này đi. Nhưng họ sẽ lại không làm thế mà họ cố thủ tại nội đô. Thì đây là một cái quan điểm và lối sống, và cũng như là khi họ chưa có tư duy về kinh doanh, về bất động sản. Với những người mà có nhu cầu ở thì họ ở theo thói quen tâm lý và đám đông. Còn với tư duy của những người kinh doanh bất động sản của tôi, nếu như giả sử gia đình tôi mà sống ở những con ngõ như này thì tôi sẽ bốc cả anh em họ hàng ra vùng ven, khu đô thị ven và hoàn toàn bán những tài sản này thì có thể mua được những cái tài sản rất là lớn ở các quận ven nhé. Ở đây là tôi đang ở quận Ba Đình và hoàn toàn có thể mua được những cái quận ven, và khi đó là cuộc sống nó sẽ thông thoáng, nó sẽ đầy đủ và nó có đủ điều kiện. Ở những cái khu đô thị mới hoặc những cái vùng ven bây giờ đường xá mở rộng và dịch vụ cũng rất là tốt, không khác gì trung tâm. Thậm chí những cái vùng mà xa thì dịch vụ đường xá cũng như là tất cả những tiện ích nó còn tốt hơn. Đặc biệt là bạn vào những cái khu đô thị của những cái dự án lớn thì không thiếu một cái gì cả. Đây là quan điểm cá nhân của bác Đại Bàng là như vậy thôi nhé. Hoàn toàn là theo quan điểm của mỗi người lại khác nhau. Nhưng mà lời khuyên dành cho các hộ gia đình ở những vùng trung tâm mà có điều kiện sống rất là chật chội, chật hẹp, hãy nên chuyển đổi. Đấy là lời khuyên của bác Đại Bàng.